tức Việt Long Đế chương 5061, Tuyết Tiểu thư. Chờ sau khi mọi người tiêu hóa một thời gian, hắn nói: "Tuy tạm thời ta thắng một trận chiến này, nhưng ta còn có một địch nhân rất cường đại. Chờ ta đánh chết địch nhân này, thế giới kia sẽ không còn ai có thể uy hiếp chúng ta. Cho nên, trong khoảng thời gian này ta phải an trí mọi người trong một nơi phi thường an toàn, các ngươi an tâm ở bên trong, chuyện còn lại ta sẽ xử lý." Một đám người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hiện tại tầng lớp lục ly tiếp xúc đều ở trên cao, các nàng đừng nói hỗ trợ, cho dù nghe thôi cũng đã cảm thấy dọa người, các nàng chỉ có thể phục tùng an bài của lục ly, lặng lẽ cầu nguyện vì lục ly. Mọi người đừng lo lắng. Lục Ly cười tủm tỉm nhìn Lục Linh, Dưỡng Thanh Ti, Bạch Thu Tuyết, Lục Nhân Hoàng, nói Trước kia là ta một mình chiến đấu, hiện tại đã có rất nhiều chiến hữu. Tiểu Bạch, vẫn đại nhân, còn có một vài đại viên mãn thần bí. Lần này tuyệt không lừa mọi người, thật là trận chiến cuối cùng, hơn nữa ta có nắm chắc tất thắng. Lục ly thề son sắc, trên mặt đều là quan mang tự tin, nội tâm lại thật chua xót. Trận chiến này đừng nói tất thắng, một thành nắm chắc hắn cũng không có. Trở về Thiên Long Thành, Lục Ly gặp mấy chúa tể và các đại tộc vương một chút, cũng không tán gẫu gì, chỉ tùy ý hàng huyên vài câu. Lục Ly dặn dò mọi người tiếp tục duy trì, làm tốt chính mình, việc còn lại không cần nhúng tay nhiều là được. Hắn chỉ có thể mang đi một vạn người. Đại đa số đệ tử tử thần và Lục Minh đều sẽ tìm ẩn xung quanh, cho nên Lục Ly cần ổn định các đại chúa tể, đến lúc đó đại chiến mở ra, không cần trợ giúp bên kia, bắt mấy võ giả cấp thấp. Lục Ly hiện tại nói cái gì, các cao tầng chúa tể này tự nhiên đều là nói gì nghe nấy, đừng nói Lục Ly để bọn họ trung lập, cho dù để bọn họ xuất binh giết tiên vực bọn họ có lẽ đều sẽ nghiêm túc suy xét. Tiễn đi các đại chúa tể, lục ly triệu tập khẩn cấp thiên tàng lão nhân trở về, để hắn an bài một đám tinh anh, theo hắn đi pháp giới đại ma vương tế luyện. Mặt khác lục ly để thiên tàng lão nhân giúp đệ tử lục minh ẩn nút sau một chút, tận lực đừng ẩn nút ở thiên loạn tinh vực, phân tán đi tám đại tinh vực, phân tán đi tiểu giới diện như các đại vô tận thần thư. Nếu trận chiến này có thể thắng, đệ tử lục minh lại triệu tập trở về là được. Nếu không thể thắng, vậy để bọn họ tự mình sống tốt. Đệ tử Lục Minh là tinh anh của Trung Vương giới. Nếu bọn họ ở Trung Vương giới, rất nhiều người cả đời chỉ có thể là tứ kiếp, ngũ kiếp, lục kiếp, nhiều nhất đột phá đế cấp. Lục Ly muốn cho bọn họ thứ tốt nhất, cho bọn họ rất nhiều tài nguyên. Hiện tại đệ tử Lục Minh đã trưởng thành rất nhanh, xem như cho bọn họ khởi điểm phi thường tốt. Cho dù Lục Ly chết, những đệ tử Lục Minh đều sẽ chậm rãi trưởng thành, khai chi tán diệp không ngừng có cường giả sinh ra. Những võ giả này có cảm tình rất sâu với trung vương giới, sau này trưởng thành cũng có thể chiếu cố trung vương giới. Lục ly ra lệnh thiên tàng lão nhân truyền tin về trung vương giới, để tiêu giao thánh hoàng an bài, dời đi đại đa số tinh anh của trung vương giới, giữ lại ít mầm mồi lửa. Tránh đến lúc đó phía hình đế chó cùng rất dậu, làm ra những chuyện vô sĩ. Lục ly, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Thiên tàng lão nhân hơi bất an hỏi, Lục Ly đã đánh chết bối huyền và vô nam cảnh rồi, theo lý thuyết hắn đứng ở vị trí tuyệt đỉnh, không còn cường giả nào có thể uy hiếp hắn, sao cảm giác như Lục Ly đang an bài hậu sự. Còn có một địch nhân cường đại. Lục Ly giải thích. Ta còn có một trận chiến cuối cùng, an bài các ngươi là không muốn phân tâm. Chỉ cần trận chiến này có thể thắng, cả đại thế giới sẽ không còn cường giả có thể uy hiếp chúng ta. Các nàng ẩn nút càng tốt, ta sẽ càng ít bị ràng buộc, hiểu chứ? Ta đã hiểu, việc này ta sẽ an bài tốt. Thiên tàng lão nhân liên tục gật đầu nói. Chuyện lục minh ngươi không cần quản, ta sẽ toàn lực xử lý, tạm thời sẽ làm việc theo kế hoạch ban đầu của tử thần, phân tán ẩn nút, cho dù bị bắt một ít, cũng không thể bắt toàn bộ, ngươi yên tâm đi. Lục ly vừa lòng rời khỏi, hắn tìm được dực hoàng và long hoàng, cũng để bọn võ giả tử thần toàn bộ phân tán, cách nói giống với thiên tàng lão nhân. Dực Hoàng và Long Hoàng lập tức toàn lực duy trì, để Lục Ly an tâm, bọn họ sẽ an trí thật tốt. Chiến lực của bọn người Vũ Hoàng đang khôi phục, làm việc cũng không cần chỉ dựa vào Dực Hoàng và Long Hoàng. Võ giả tiến vào thế giới Đại Ma Vương, Lục Ly để Lục Linh tuyển chọn, cũng muốn suy xét vấn đề đám đệ tử Lục Minh này có nguyện ý hay không. Có lẽ rất nhiều đệ tử tinh anh của Lục Minh càng muốn ẩn nút bên ngoài thì sao? Chỉ là một vài võ giả Lục Gia, Lục Ly cũng để Lục Linh hỏi thử, nếu nguyện ý ẩn nút bên ngoài, vậy sinh tử tự chịu. Lục Ly tìm Mạc Thiên Thiên và Loan Tịch, hỏi các nàng có nguyện ý đi vào không, hơn nữa lựa chọn nói với các nàng một chuyện. Hai người này cuối cùng lựa chọn tìm ẩn với Vũ Hoàng, các nàng không muốn tìm tàng trong bí cảnh, ẩn nút cùng tử thần sẽ có kinh nghiệp, đây là vốn liếng ban đầu. Ly Tiểu Thư đi rồi, phải trở về thiên hoang tinh vực, hiện tại chiến lực của nàng đã rất mạnh, sắp đột phá đại viên mãn nàng đã rất nhiều năm không trở về thiên hoang tinh vực nếu đã trở lại tiên vực tử thần đã gặp tình huống như hiện giờ nàng tự nhiên muốn trở về nhớ tới thiên hoang tinh vực lục ly nghĩ một việc hắn còn chưa báo thù cho tiểu ma tiểu ma truyền cho hắn ba đại thần thuật thần dịch thuần thần ẩn thuật thần hành thuật xem như nửa sư phụ của hắn hắn cân nhắc một chút tìm bọn dực hoàng để bọn dực hoàng nếu có thời gian giúp hắn hoàn thành tâm nguyện này ám dạ tộc lục ly nhớ không phải quá mạnh mấy đầu sỏ tử thần ra tay là đủ rồi. Đợi hơn một tháng, Lục Linh đã chọn người gần xong rồi, còn có một đám cuối cùng nửa tháng nữa có thể lại đây. Lục Ly chuẩn bị rời khỏi, đi gặp Đại Ma Vương trước rồi nói sau, nhìn xem chủ thần cảnh này phải đột phá thế nào. Sột soạt. Sau 10 ngày, Dực Hoàng tự nhiên đến, nói. Lục Ly, bên trong thành đến một tiểu thư xinh đẹp, nghe nói đến từ tiên vực, muốn gặp ngươi, nàng tên là Tuyết Nhi từ tiên vực tới. Lục Ly nhíu mày, ở tiên vực hắn cũng không biết người nào tên Tuyết Nhi, tiên vực tùy tiện đến một người thì hắn đều phải gặp sao. Hắn hỏi. Thực lực gì? Sắp đại viên mãn. Dực Hoàng nói, sau đó trầm ngâm một phen, nói. Bên người hắn đi theo một võ giả, thực lực hắn sâu không lường được, ta hoài nghi là đại viên mãn. Hả? Hàng quan trong mắt Lục Ly chợt lóe lên, thần niệm hắn quét ra ngoài, phát hiện tiểu thư tên Tuyết Nhi trong điện, cũng phát hiện lão giả hắc bào đứng phía sau nàng. Hắn cảm ứng một phen, nhất thời như lâm vào đại địch, lão giả phía sau tiểu thư xinh đẹp kia rất có thể là đại viên mãn. Mời tiểu bạch và vẫn đại nhân đến đây. Lục ly vung tay, dực hoàng rất nhanh rời đi, rất nhanh tiểu bạch và vẫn đại nhân dắt tay nhau đến. Chiến lực vẫn đại nhân đã khôi phục một ít, nhưng chưa khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Tiểu bạch tùy tiện tiến vào, cầm một quả linh quả, Cắn một ngụm nói, "Lão đại, tìm chúng ta làm gì?" "Tuyết Nhi, mọi người từng nghe nói chứ? Của Tiên vực." Lục Ly dò hỏi. "Tuyết tiểu thư." Sắc mặt vẫn đại nhân ngưng trọng, vội vàng nói, "Đó là người phát ngôn của Cảnh Vương Trung Cảnh, nếu nàng xuất hiện, cơ bản là đại biểu cho vị Trung Cảnh kia." "Nàng đang ở ngoài Thiên Điện." Lục Ly chỉ một phương hướng, nói, "Vẫn đại nhân" Ngươi tra xét thử, xem đại viên mãn đứng phía sau nàng, ngươi có nhận thức không? Vẫn đại nhân quét ra thần niệm, rất nhanh gật đầu nói. Nhận thức, đây là đại viên mãn trung cảnh, hẳn đến bảo vệ tuyết tiểu thư. Ta đã hiểu. Lục ly vất tay nói. Các ngươi lui về sau đi, ta không gọi các ngươi đừng đi ra, ta tới gặp vị tuyết tiểu thư này. Vẫn đại nhân truyền âm nói. Lục ly, khách khí với tuyết tiểu thư đó một chút, vị trung cảnh kia là vị vua không ngai của tiên vực sau lưng hắn có một vị chủ thần chống lưng ta biết rồi lục ly mỉm cười đáp lại vẫn đại nhân yên tâm mang theo tiểu bạch lui về sau đối phương chỉ đến một đại viên mãn lục ly cũng không sợ hơn nữa tuyết nhi không phải đại viên mãn đại viên mãn của đối phương dám động thủ sao đi mời hai vị kia vào đi lục ly vung tay lên giật hoàng đi ra ngoài rất nhanh mang theo một nữ tử mặc váy trắng tuyết bay xuống còn có một lão giả hát bào đi đến tuyết nhi đi đến sau nhìn thoáng qua lục ly lại bay thẳng đến vị trí bên người lục ly sau khi ngồi xuống thản nhiên nhìn thoáng qua nói lục ly ngươi không định hành lễ với ta sao vô trung cảnh đã rất nhiều năm không lộ diện cơ bản đều ở trong thanh hồ mấy năm gần đây hành tẩu bên ngoài đều là tuyết nhi đại biểu hắn tuyết nhi đại biểu vô trung cảnh phẩm cách không thể thấp nếu không, bị xem nhẹ không phải nàng mà là vua trung cảnh. Đối với Tuyết Nhi, nàng hành tẩu nơi nào của tiên vực cũng không ai dám vô lễ với nàng. Cảnh vương cũng phải hành lễ với nàng. Cho dù là vua đông cảnh, không ma đều khách khí với nàng. Bởi vì nàng đại biểu cảnh vương trung cảnh, mà cảnh vương trung cảnh đại biểu cho hình đế. Nàng từ ngàn dặm xa xôi đến đây, sau đó thủ hạ của lục ly để các nàng ngồi ở thiên điện một hồi. Hiện tại nàng vào được, Lục Ly lại ngồi bất động, nội tâm nàng tự nhiên hơi khó chịu. Chậm trễ nàng cũng là chậm trễ cảnh vương trung cảnh, nàng làm sao có thể không bày ra tư thái. Lục Ly cười tủm tỉm nhìn đại viên mãn đứng phía sau Tuyết Nhi, liếc mắt một cái, lại nhìn Tuyết Nhi nói. Tuyết Nhi tiểu thư, ta vì sao phải hành lễ với ngươi? Đôi mắt Tuyết Nhi lạnh xuống, đại viên mãn phía sau hừ lạnh nói. Lớn mật, Tuyết Nhi tiểu thư đại biểu cảnh vương nhà ta, vô lễ với Tuyết Nhi, vậy đại biểu vô lễ với cảnh vương nhà ta cả tiên vực vô lễ với cảnh vương nhà ta hiện tại đều đã chết ngươi cũng muốn chết sao làm càng lục ly đang nghe truyện trên tv audio cv vỗ bàn đằng đằng sát khí nói ngươi là cái thá gì dám uy hiếp ta tin hay không ta đuổi các ngươi ra khỏi thiên long thành hàng khí trong tay lục ly sáng lên nhiệt độ đại điện nhất thời giảm xuống lợi hại hơn nữa vẫn đại nhân ở phía sau cũng bị kinh động hiển lộ ra hơi thở sắc mặt tuyết nhi càng trở nên khó coi lục ly không biết vô trung cảnh đại biểu cái gì sao hay là hắn đã đầu phục phe viêm hậu rồi đại viên mãn phía sau tuyết nhi giận không thể phát tiết nhưng hắn phát hiện nếu lục ly thật giữ lại các nàng vẫn thật nhẹ nhàng lục ly một hơi diệt sát mười mấy đại viên mãn chiến lực của hắn không quá mạnh so với bối huyền nguyệt thúc bọn họ không thể so sánh nếu thật sự chọc giận lục ly hắn chết thì không sao tuyết nhi chết vậy đã là chuyện lớn tuyết nhi cũng rõ ràng điểm này cố nén tức giận từ việc làm từ trước của lục ly hắn hẳn là tên ngây ngốc không hiểu rõ chuyện trong tiên vực có lẽ hắn tưởng cảnh vương trung cảnh giống bối huyền nguyệt thúc hắn đánh chết hai cảnh vương cho nên có hơi chướng mắt cảnh vương trung cảnh vù vù tuyết nhi hít sâu một hơi hỏi lục ly Ngươi hiểu biết cảnh vương nhà ta bao nhiêu? Lục Ly thản nhiên nói. Không biết. Cũng không muốn biết. Quả nhiên. Tuyết Nhi và đại viên mãn liếc nhau, đều cười khổ, đại viên mãn giải thích. Lục Ly, ngươi có biết tồn tại chủ thần thế giới này? Đương nhiên. Lục Ly nhún vai nói. Sau đó thì sao? Sau lưng tiên vực có một tôn chủ thần, cũng là chủ thần mạnh nhất. Đại viên mãn ngạo nghệ nói cảnh vương nhà ta là người phát ngôn của chủ thân đó. Nghĩa là, cảnh vương nhà ta là người quản lý tiên vực, hiện tại ngươi biết vì sao không có đại viên mãn dám vô lễ với cảnh vương nhà ta rồi chứ. À, thì ra là thế. Lục Ly lạnh nhạt trả lời, nghiêng mắt nhìn Tuyết Nhi và đại viên mãn kia, nói. Cảnh vương nhà ngươi là người quản lý tiên vực, nhưng ta không phải người của tiên vực A, à, các ngươi còn có thể quản thiên loạn tinh vực sao? Mặt khác, không ai vô lễ với cảnh vương các ngươi, cũng không đại biểu không thể vô lễ với các ngươi trước mặt bổn tọa các ngươi không đủ tư cách được được rồi tuyết nhi hoàn toàn bị chọc giận gương mặt tinh xảo hơi vặn vẹo nàng ngồi phịch xuống lạnh mắt nhìn lục ly nói lục ly cảnh vương nhà ta muốn ngươi đi gặp hắn thanh hồ trung cảnh nếu ngươi không đến tự gánh hậu quả ta không đi cảnh vương nhà ngươi muốn giết ta sao lục ly hỏi ngược lại ba năm nếu ba năm không đến, ngươi sẽ biết hậu quả. Tuyết Nhi xoay người ra ngoài, vừa mới đi vài bước, Lục Ly lạnh giọng nói. Ta nói các ngươi có thể đi rồi sao? Hửng. Trên mặt Tuyết Nhi và đại viên mãn kia đằng đằng sát khí. Trong tay đại viên mãn kia xuất hiện chí tôn thần binh, Tuyết Nhi quay đầu. Sao hả? Ngươi còn muốn lưu chúng ta lại hay sao? Đang có ý này. Lục Ly cười tủm tỉm, hắn đánh giá tuyết nhi từ trên xuống dưới nói tuyết nhi cô nương thiên tư quốc sắc khí chất cao nhã nếu tuyết nhi cô nương nguyện ý ở lại sau này chúng ta có thể đi bái kiến tộc vương nhà ngươi đến lúc đó sẽ là thân thích đến thăm cũng thuận tiện không phải sao làm càng đại viên mãn trung cảnh giận dữ hàng khí trên tay lục ly tỏa ra chí tôn thần binh trong tay đại viên mãn này sáng lên cũng không dám động thủ nếu thật sự động thủ hắn khẳng định sẽ chết. tuyết nhi nói không chừng sẽ thật sự bị giữ lại làm áp trại phu nhân. ha hả. tuyết nhi không giận lại cười, nhìn lục ly vài lần nói, ngươi muốn cưới bổn tiểu thư, có thể mang theo xính lễ đến trung cảnh cầu hôn đi. vù. nói xong tuyết nhi bay lên trời, đại viên mãn kia vội đuổi theo, thần niệm vẫn tập trung vào lục ly, sợ hắn động thủ. các nàng không dám ngay người ở thiên long giới bay thẳng ra ngoài hư không. Sau khi ra ngoài hư không, lập tức lấy ra u linh thuyền, bay thật nhanh ra xa. Thẳng đến khi chiến thuyền bay ra khỏi mấy trăm ngàn dặm, xác định Lục Ly không bị đuổi giết, đại viên mãn kia mới trầm tĩnh lại. Vẻ mặt Tuyết Nhi âm trầm, ngồi xuống, ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Đại viên mãn nghĩ nghĩ, hỏi: "Tiểu thư, Lục Ly rốt cuộc là không biết không sợ, hay là đã cấu kết với viêm hậu rồi?" Không biết Tuyết Nhi chần chờ nói. Cũng có thể do hắn trẻ tuổi đã đạt chiến lực hiện giờ, có hơi kiêu ngạo, nghĩ rằng mình tu luyện một vài năm nữa sẽ thành chủ thần, cho nên ngay cả chủ thần cũng không sợ hãi. Đương nhiên cũng có thể là hắn đang diễn trò, hắn đã đầu phục viêm hậu. Chờ ba năm đi. Tuyết Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Trong ba năm, nếu hắn không đi trung cảnh, vậy là muốn chết. Đến lúc đó, lão tổ tông không nói tự mình động thủ, tuyên bố một trung vương lệnh vô số đại viên mãn sẽ ra tay đến lúc xem hắn chết thế nào phía thiên long thành vẫn đại nhân và lục tiểu bạch đi ra lục tiểu bạch vừa ra ngoài giơ ngón cái nói lão đại là ngươi lợi hại vị này lần trước đến đông vương thành nàng không thèm nhìn ta một cái ngươi lại dám nói chuyện như thế với nàng vẫn đại nhân tỏ ra lo lắng nói lục ly ngươi như vậy là đang đắc tội vua trung cảnh ta và hắn vốn là tử địch lục ly nhẹ nhàng nói không chỉ hắn ta và hình đế chỉ có thể một sống một còn vẫn đại nhân ngươi có sợ không hả vẫn đại nhân và tiểu bạch đều bị dọa tiểu bạch tuy tùy tiện nhưng rất nhiều đại sự hắn vẫn phân rõ ràng hình đế hắn tự nhiên biết là vị chủ thần cao nhất kia lục ly còn nói là tử địch với hình đế chuyện này 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 vẫn đại nhân sau khi xác nhận Lục Ly không nói giỡn, khẩn trương hỏi. Lục Ly, ngươi không phải điên rồi chứ? Ngươi có biết chủ thần là gì không? Không đúng. Hình đế bế quan rất nhiều năm, ngươi và hắn không thù không án, vì sao chứ? Thiên chân vạn sát. Lục Ly tỏ ra nghiêm túc, sau đó cười khổ nhìn Tiểu Bạch, nói. Tiểu Bạch, lần này sợ là phải liên lụy đến ngươi rồi. Chuyện này, tránh không được. Thấy Lục Ly nói như thế, Tiểu Bạch ngược lại không thèm để ý, nhếch miệng nói: Tránh không được thì cứ bước tiếp, lão đại chuyện ngươi muốn làm, chúng ta sẽ liên thủ đánh bại hình đế. Hàng tỷ dặm phía tây Bắc Thiên Cương Tinh vực, bên này có một khu vực, có một hắc động khủng bố. Khu vực này được xưng là cấm địa chúng thần, ý tứ, chúng thần không chỉ có thể tránh nơi này, không thể đến gần. Một u linh thuyền rất nhanh bay tới, chiến thuyền lập tức bay vào hắc động không gian kia tác động này rõ ràng cũng có pháp tắc thời không. Nhưng không có lực vặn vẹo không gian, sau khi chiến thuyền tiến vào cũng không bị cắn nát. Chiến thuyền xuyên qua bên trong, thời gian bên trong giống như chảy phi thường chậm, chậm hơn bên ngoài trăm vạn lần. Như vậy sẽ sinh ra một hậu quả, chiến thuyền bay vào bên trong trăm vạn năm, có thể kém hơn phi hành một năm bên ngoài. Trong chiến thuyền, tinh hoàng đông đưa quạt hương bồ. Một đợt sóng gợn vô hình tản ra, sau đó tốc độ thời gian trôi qua bình thường trở lại, rất nhanh phá không rời đi lục ly ở bên cạnh nhìn thấy ngạc nhiên nhìn không được hỏi tinh hoàng ngươi là phát tắc thời gian sao phải cũng không phải tinh hoàng cười giải thích nói kỳ thật nơi này là cửa ra vào viêm hậu giới của đại nhân nơi này nếu là võ giả bình thường bao gồm đại viên mãn muốn đi vào ít nhất mất trăm vạn năm nếu là đại nhân bố trí vậy tự nhiên có biện pháp phá giải ta chỉ nắm giữ phương pháp ra vào, phương pháp này có quan hệ nhất định với pháp tắc thời gian. Trăm vạn năm Lục ly nhịn không được kinh tháng, nghĩa là võ giả bình thường tiến vào viêm hậu giới là vĩnh viễn không vào được. Thọ nguyên của đại viên mãn còn chưa đến trăm vạn năm. Vị trung giới kia có lẽ được hình đế ban cho vài thiên địa chí bảo, nếu không không thể sống lâu như vậy. Trong chiến thuyền, ba người bao gồm lục ly, tinh hoàng và huyết hoàng, còn lại đều ở trong không gian thần khí. Tinh Hoàng tỏ vẻ không thể để người còn lại biết nơi này, chuyện đại ma vương không thể tiết lộ ra ngoài, Lục Ly tự nhiên không dám nói luyên thuyên. Chiến thuyền ở trong hắc động không gian bay khoảng một ngày, phía trước xuất hiện một luồng sáng, sau một lát, chiến thuyền bay ra, xuất hiện trong thế giới kỳ dị. Thần niệm Lục Ly nhìn quét qua, nhìn không được cảm khái, thế giới này rất đẹp, quả thật là hoa hải dương. Dãy núi phía dưới phập phòng, trên núi đủ loại hoa, Lục Ly tùy tiện vương tay, ít nhất có hơn trăm loại hoa tươi những hoa này thoạt nhìn giống như vĩnh viễn không tàn sắc màu rực rỡ đẹp không tả xiết tinh hoàng chỉ phía tây nói qua bên kia đi bên kia có một khối đại lục gọi là bán nguyệt đại lục có lẽ cách nơi này hàng trăm tỷ dặm tộc nhân các ngươi về sau ở bên kia ngoài bán nguyệt đại lục còn lại tộc nhân các ngươi không thể bước vào trên bán nguyệt đại lục có đủ thần dược tài vật ngươi hẳn có thể cảm thụ thiên địa linh khí nơi này nồng đậm ra sao? Ừm, bảo địa vô thượng. Lục ly hơi gật đầu, chiến thuyền rất nhanh bay đi, ước chừng nửa tháng, chiến thuyền kéo dài qua một vùng nội hải, đến phía trên một vùng đại lục. Đại lục này không có võ giả sinh tồn, mảnh thú giả thú nơi này không ít, nơi nơi đều là rừng rậm nguyên thủy, bên trong có vô số tài vật và thần dược. Địa phương tốt. Lục ly không nhịn được cảm khái, có nơi tốt như vậy, lục gia ở tại đây, con cháu hậu đại muốn tăng chiến lực thật nhẹ nhàng. Đáng tiếc, nơi này không có ngoại nhân, không thể chiến đấu đau thương thật sự. Chiến lực thực tế khẳng định khác biệt tương đối với võ giả bên ngoài. Có thể, có thể sống an nhàn, còn có gì tiếc nuối. Lục ly cười bay xuống, tinh hoàng và huyết hoàng không rời khỏi chiến thuyền, hơn nữa cũng ẩn thân, không muốn người ngoài nhìn thấy. Không gian thần khí của lục ly không ngừng lấp lánh, một đám võ giả xuất hiện, vẫn đại nhân, Tiểu Bạch cũng đi ra, toàn bộ đều tò mò đánh giá thế giới này. Qua, thật nhiều thần dược. Nơi này sao cảm giác như bí cảnh nguyên thủ chưa từng có sinh linh bước vào? Võ giả bên dưới ầm ầm náo nhiệt, nhất là người trẻ tuổi đều chuyển động xung quanh, vẻ mặt tò mò và ngờ vực. Lục gia không có nhiều người như vậy, lần này Lục Ly mang vào một vạn người, còn có gia tộc còn lại, giống như dưỡng gia, tượng gia, kỳ gia, còn lại là hậu đại tinh anh của tử thần vũ gia, mặt gia. Đây là vì bảo tồn mồi lửa, dự phòng vạn nhất. Đều an tĩnh lại. Lục ly trầm giọng lên tiếng, toàn trường an tĩnh lại. Lục ly có uy vọng phi thường cao trong lòng mọi người. Đây là tồn tại có thể chém giết cảnh vương tiên vực. Lục ly nhìn quét qua một vòng, nói. Thời gian kế tiếp, các ngươi sống ở đại lục này. Trong khoảng thời gian này, có thể là 10 năm, cũng có thể mấy vạn năm, không cho phép của ta, võ giả nào nhớ kỹ là bất kỳ võ giả nào cũng không được rời đi vùng đại lục này là đại lục không phải giới diện rời khỏi đại lục này ta cam đoan các ngươi đều sẽ chết đều không có ngoại lệ biết không đã biết rất nhiều võ giả trả lời lục ly tiếp tục nói ở nơi này các ngươi có hai người quản lý cha ta lục nhân hoàng tỷ tỷ của ta lục linh hai người này đại biểu ta quản lý các ngươi nếu các ngươi không nghe theo hiệu lệnh hai người các nàng vẫn có quyền giết chết các ngươi vẫn đại nhân sẽ tọa trấn ở đây ai dám sàng bậy vẫn đại nhân sẽ giúp ta giết chết việc này đã sớm bàn giao vẫn đại nhân hơi gật đầu lục nhân hoàng và lục linh cũng gật đầu lục ly tiếp tục nói các ngươi ở nơi này tu kiến thành trì thần dược nơi này các ngươi an bài thu thập vùng đại lục này về sau đều thuộc về các ngươi ở trên bán nguyệt đại lục các ngươi tùy tiện làm gì cũng không sao. Dám không có mệnh lệnh của ta, người rời khỏi đại lục, giết không tha. Lục Ly sau khi dặn dò vài câu, Lục Linh bay lên, tra xét xung quanh, quyết định kiến tạo một tòa thành trì đơn giản ngay bờ biển, tạm thời gian xếp tại đây. Một đám võ giả điều động, chặt cây cối, tu kiến phòng ốc, khí thế ngất trời. Gần đây có rất nhiều thần dược, nhưng Lục Linh hạ lệnh, tạm thời không cần thu thập, gần đó cũng có một vài mảnh thú, bị vẫn đại nhân dọa chạy. Phu quân, chàng muốn đi đâu? Bàn Nhược và Bạch Hạ Sương bay lại đây, Bạch Hạ Sương dò hỏi. Lục Ly mỉm cười nói: "Yên tâm, thời gian kế tiếp ta có lẽ sẽ bế quan rất lâu, trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở cùng một chỗ với các nàng, chỉ cần không có việc, ta đều sẽ ở bên cạnh." Nghe lời này của Lục Ly, Bạch Hạ Sương an tâm, thê thiếp chú ý đến bên này cũng an tâm. Mọi người trở nên bận rộn trang trí tân gia của mình. Tu kiến không cần các nàng, trang trí phòng ốc các nàng muốn động thủ, còn mang theo rất nhiều đồ dùng, cần an trí. Lục Ly mang theo tiểu bạch chuyển động xung quanh, đi vòng một vòng đại lục, tốn hơn nửa tháng, bọn họ thật vừa lòng trở về. Nơi này có rất nhiều mảnh thú, nhưng không quá mạnh mẽ, Thánh Hoàng có thể đối phó, chỉ có một con mảnh thú mạnh nhất, chiến lực có thể sánh bằng sắp đại viên mãn. Có vẫn đại nhân đang ở đây, hoàn toàn không có vấn đề gì, lục ly không đánh chết lưu lại cho hậu bối trẻ tuổi rèn luyện trở lại bên này thành trì đã kiến tạo có hình dạng lục ly để lại huyết linh nhi hiện tại cũng bố trí một ít thần văn bên trong thành ngay ngắn có trật tự đội chấp pháp trưởng lão đường đã xây dựng thành công chỉ một vạn người lục nhân hoàng lục linh từng quản lý cả lục minh một vạn người này thật nhẹ nhàng được rồi tinh hoàng truyền âm nói phía sau để các nàng chậm rãi an trí trước theo ta đi gặp đại nhân từng mang theo tiểu bạch và thiên dạ tử hề còn lại đều đừng dẫn theo tử hề lục ly tỏ ra kinh ngạc mang theo tiểu bạch còn có thể lý giải dù sao cũng là thôn thiên thú còn là huynh đệ hắn mang theo thiên dạ tử hề làm gì chẳng lẽ đại ma vương không có con gái thấy tử hề đáng yêu muốn nhận nàng làm nghĩa nữ tinh hoàng không giải thích chỉ nói đây là mệnh lệnh của đại ma vương Lục Ly không cần hỏi cái gì, chỉ cần tìm được thiên dạ tử hề, mặt khác tiếp đón tiểu bạch đi lên U Linh Thuyền, sau khi nói với đám người vẫn đại nhân Lục Linh một tiếng, chiến thuyền vô thanh vô tức rời đi. Lục ca ca, chúng ta đi đâu? Thiên dạ tử hề vẫn là bộ dáng kia, ngoại hình khoảng 4 năm tuổi, không lớn nổi, không chỉ có thân thể, trí não cũng vô pháp trưởng thành, giống một tiểu hài tử. Tiểu bạch nhìn thấy thật thích, còn vương tay nhéo mặt tử hề, chọc đến mức tử hề trừng mắt nhìn hắn. Đi gặp một người Lục Ly cười giải thích Đợi lát nữa tử hề phải ngoan ngoãn Phải có lễ phép Tiểu Bạch cũng vậy Vị đại nhân này là ân nhân của ta Cũng là chủ nhân nơi này Thực lực siêu cường Không thể làm càng Siêu cường Tiểu Bạch nhìn thoáng qua tinh hoàng và huyết hoàng Đột nhiên hỏi Vị đại nhân này chẳng lẽ là chủ thần sao Lục Ly có thể diệt sát bối huyền và nguyệt thúc Lục Ly còn tôn kính người này như vậy Tiểu Bạch tự nhiên sẽ hoài nghi. Hắn là con của Vô Đông Cảnh, chuyện cao tầng tự nhiên cũng hiểu biết một chút, hắn biết chủ thần còn sống. Tinh Hoàng và Huyết Hoàng hắn từng gặp ở hỗn độn luyện ngục nhân gia, không có mấy ấn tượng, hai đại viên mãn thần bí này chợt xuất hiện, Tiểu Bạch đã sớm hoài nghi. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Lục ly sụ mặt khiển trách. Ngoan ngoãn đi theo là được rồi, chuyện có thể biết sẽ để ngươi biết. À, tiểu bạch thật nghe lời lục ly, đừng nói hiện tại thực lực lục ly mạnh như vậy lúc trước hắn mạnh như lục ly vẫn thật nghe lời giống như trước đây nghe lời hay đi theo lục ly đã trở thành thói quen trong lòng hắn lục ly như phụ thân lại giống huynh trưởng còn giống chủ nhân lục ly bắt hắn làm gì hắn cũng sẽ không do dự chiến thuyền bay một đường phi hành vào nội hải tinh hoàng giải thích cả giới diện có ba đại lục còn có một hải dương trong hải dương có một tòa đảo nhỏ đại nhân mệnh danh là thiên ma đảo lục ly cạn lời tòa đảo nhị trọng thiên cũng gọi thiên ma đảo cũng không biết trận đại chiến nhị trọng thiên kia có phải mấy phủ ma kia bị đại ma vương mang về không lúc trước hắn đi nhị trọng thiên tra xét vẫn còn ở bên kia chiến thuyền rất nhanh bay đi sau khi phi hành vài ngày lục ly nhìn thấy tòa đảo từ xa được rồi bay vào đi đến bên ngoài đảo nhỏ tinh hoàng bàn giao một đám người rời khỏi u linh thuyền, bay theo tinh hoàng. Đảo nhỏ không lớn, phi hành một lát đã thấy một tòa thành trì. Tòa thành trì này có một vài võ giả, Lục Ly cảm ứng một chút, nội tâm rung động. Bởi vì hắn ở đảo nhỏ, cảm giác được rất nhiều thân thể thất kiếp thiên sát, năm đó hắn và Tượng Linh Lung cảm ứng lẫn nhau. Nơi này có thân thể thất kiếp thiên sát, hắn tự nhiên cũng có thể cảm ứng được. Nói đến cùng, các nàng có thể cảm ứng lẫn nhau kỳ thật là bởi vì trong cơ thể có máu của chủ thần đây là cộng minh của huyết mạch đều là cường giả sắp đại viên mãn còn có mười mấy đại viên mãn tiểu bạch cảm ứng thử phát hiện phía dưới ít nhất có hai mươi mấy đại viên mãn hắn thường xuyên ở cùng đại viên mãn không xa lạ hơi thở của đại viên mãn sắc mặt hắn nghiêm túc hắn biết lát nữa sẽ gặp ai khả năng là chủ thần phi thường lớn nơi này gọi là thiên ma thành tinh hoàng giải thích sau đó truyền âm nói. Có một vài người là cường giả phe phái đại nhân năm đó, một vài là cường giả đi theo đại nhân. Lục Ly hơi gật đầu, bọn tinh hoàng đã đến, khiến rất nhiều võ giả chú ý trong thành trì, một vài võ giả hành lễ với tinh hoàng và huyết hoàng. Xem ra địa vị của tinh hoàng và huyết hoàng rất cao. Rất nhiều võ giả dùng ánh mắt nóng trực nhìn Lục Ly, đều cảm ứng được Lục Ly là thân thể thất kiếp thiên sát, nhưng cảnh giới Lục Ly quá thấp, cho nên không quá để ý. Đến hậu sơn đi. Tinh hoàng không dừng lại, mang theo đám lục ly bay đến hậu sơn. Phía sau thành trì này có một tòa núi lớn, bao phủ trong mây mù, rõ ràng có pháp trận, hẳn là địa phương đại ma vương ở. Một đám người đến hậu sơn. Tinh hoàng đông đưa quạt hương bồ, mây mù tản thành đường, tinh hoàng mang theo mọi người đi vào trong mây mù. Đi một lát, tầm mắt trước mắt trở nên trống trải, lục ly nhìn thấy một vùng rừng trúc, cũng thấy nhà gỗ như ẩn như hiện tại rừng trúc, giống địa phương năm đó đại ma vương ở, mọi người đi thẳng đến đó, đến phía trước nhà gỗ. Vù. Đột nhiên một đồ vật không phá mà mở, trực tiếp công kích đầu lục ly. Lục ly vương tay bắt lấy, nhưng bắt không trúng, đầu lục ly bị trái cây đập trúng, trái cây vỡ nát, bắn đầy mặt lục ly. Tiểu bạch nhất thời đằng đằng sát khí nhìn qua, lục ly cũng nhìn qua. Phát hiện trên nóc nhà không biết khi nào xuất hiện một tiểu cô nương béo nút, phấn điêu ngọc mài, phi thường đáng yêu tiểu cô nương này lục ly cũng quen biết năm đó lần đầu gặp đại ma vương hắn cũng bị tiểu cô nương béo nút này vứt trái cây một lần không ngờ lần này lại bị vứt nữa quan trọng nhất là hắn vẫn trốn không thoát hắn cảm giác được không đúng xua tay nói tiểu bạch không được vô lễ tinh hoàng và huyết hoàng đột nhiên không người nói tham kiếm già la đại nhân đại nhân lục ly trợn to mắt truyền âm hỏi đây chính là Chủ thần. Tinh Hoàng gật đầu, nói: "Lục Ly, Lục Tiểu Bạch, Thiên Dạ Tử Hề, mau bái kiến Già La đại nhân." Sau khi nói xong, Tinh Hoàng truyền âm cho Lục Ly. "Đây là Già La đại nhân. Già La đại nhân lúc chiến đấu bị thương, linh hồn thiếu một phách, cho nên trí tuệ hơi thấp, có đôi khi tương đối ngây thơ. Già La đại nhân rất tốt, ngươi không cần đặt trong lòng." Lục Ly cạn lời vốn hắn còn nghĩ chủ thần phía đại ma vương này không tệ, bọn họ miễn cưỡng ba đánh bốn. Lại không ngờ chủ thần nơi này bị thiếu một phách, hiện tại giống hài đồng nhược trí, có thể trông cậy vào nàng sao. Thời điểm chiến đấu, lỡ bị dọa khóc rồi bỏ chạy thì sao? Bái kiến già la đại nhân. Lục ly bất đắc dĩ không người, lục tiểu bạch và thiên giả tử hề cũng không người theo. Già la vừa gặm trái cây, vừa nhìn mọi người, sau đó không nói một lời, bay đi, nháy mắt biến mất không thấy tinh hoàng cười khổ một tiếng mang theo lục ly đi vòng qua nhà gỗ đi tới mặt sau mặt sau có một vườn hoa bốn phương tám hướng đều là hoa trung gian vườn hoa có một ngôi đình giữa đình ngồi một nữ tử lúc lục ly nhìn thấy nữ tử kia cảm giác cả thế giới đều sáng rực nhất là cặp mắt kia sáng ngời như ngôi sao giữa trời đêm lục ly nhìn thấy đại ma vương cảm giác như lần đầu gặp đại ma vương tạo cho hắn cảm giác an ổn điềm tĩnh khó hiểu năm đó hắn cảm thấy đại ma vương như một vùng biển nhìn không thấy đầu cuối giờ đây hắn cảm ứng thử phát hiện vẫn như thế đại ma vương vẫn là đại ma vương mạnh như vực sâu dày đặc như biển sao chủ thần quả nhiên là chủ thần lục ly hơi kích động đây là chủ thần trong truyền thuyết trước kia không biết hiện tại cảm giác như tòa núi cao tinh hoàng mang theo mọi người đi qua tiểu bạch tò mò nhìn đại ma vương hắn cảm ứng thử cũng âm thầm kinh hãi tuy hơi thở vị này cảm giác không quá mạnh lại tạo cho hắn cảm giác áp bách vô hình như đối mặt vô đông cảnh nói rõ nữ nhân này ít nhất cấp bậc cảnh vương là chủ thần có thể đạt đến tám thành bái kiến đại nhân lục ly đi qua quỳ một gối hành lễ đại ma vương có đại ân với hắn cúi đầu là nên làm đại ma vương vui mừng cười cười tùy ý xua tay lục ly không quỳ nổi nàng mỉm cười nói lục ly ngươi có thể đạt đến cảnh giới hiện tại ta thật vui mừng ánh mắt đại ma vương giống như trưởng bối hiền lành nhìn hậu đại đại thành thật vui mừng thật ấm áp khiến trong lòng lục ly thật thoải mái lục ly vội không người nói đều nhờ đại nhân chỉ dẫn và tài bồi ngươi sai lầm rồi đại ma vương lắc đầu nói trên thực tế ta cũng không trực tiếp giúp gì ngươi thậm chí ta còn cố ý tạo khó khăn cho ngươi giống như ta để ngươi đi tam trọng thiên tìm kiếm nghịch long tộc đó cũng là ý tốt của đại nhân lục ly tự nhiên sẽ không trách tội đại ma vương hắn biết đại ma vương cố ý tài bồi hắn nếu không đường đường một chủ thần như đại ma vương ai sẽ nhàm chán chú ý một tiểu võ giả như hắn cảm giác lúc trước của hắn cũng là đúng hắn vẫn cảm giác có một đôi tay vô hình đang âm thầm nắm lấy sinh mệnh của hắn trên thực tế thật có một đôi tay, rất có thể từ lúc hắn sinh ra đã chú ý đến hắn. Bởi vì hắn là thể chất thất kiếp thiên sát được đào tạo ra, bọn tinh hoàng luôn âm thầm chú ý trưởng thành của Lục Ly, thời khắc mấu chốt sẽ dẫn đường hướng đi nhân sinh của Lục Ly. Hoặc là nói, ngẫu nhiên tạo chút phiền phức cho Lục Ly, để Lục Ly lần lượt phá giải, vượt qua, giải dụa, phản kháng, đấu tranh, biến mạnh hơn. Sự thật chứng minh, chỉ cần không ngừng chiến đấu, lần lượt vượt qua sinh tử, mới có thể kích phát tiềm năng, mới có thể nhanh chóng mạnh hơn. Cả đường đi này của lục ly đi phi thường nhấp nhô, có vài nhấp nhô là không cẩn thận xuất hiện, xem ra là cố ý dẫn đường. Đám người đại ma vương, tinh hoàng dẫn hắn đi một con đường đầy bụi gai, tràn ngập nhấp nhô, phi thường khó đi. Hắn đi một đường gập ghềnh, chiến đấu hăng hái đẫm máu, rốt cục đi đến hôm nay, đích xác không dễ dàng. Thất kiếp thiên sát Đại kiếp nạn lần lượt, lần lượt lột xác, lần lượt trở nên mạnh hơn, mỗi lần vượt qua kiếp nạn đều sẽ mạnh hơn, bởi vì không mạnh, căn bản không thể vượt qua, nếu chết rồi, cũng không tồn tại mạnh hơn hay không mạnh hơn. Mấy vạn thất kiếp thiên sát, hiện tại đã chết hơn phân nửa, có thể thấy được hy vọng. Lục Ly cũng không hối hận gì, cũng sẽ không oán giận cái gì, ít nhất hắn đi tới, Lục Gia cũng đi tới theo. Lục Gia mạnh hơn, lần này nếu có thể thắng, Lục Gia ngạo nghệ đứng ở vị trí tuyệt đỉnh, tôn vinh đời đời kiếp kiếp. Hơn nữa hắn cảm thấy được nhân sinh như vậy mới thú vị, mới phấn khích. Đại ma vương cười cười, không nói chuyện với lục ly nữa, ánh mắt nhìn sang tiểu bạch, nói. Ngươi là thôn thiên thú phải không, năm đó từng gặp mặt cha mẹ ngươi, khi đó phụ thân ngươi còn chưa phải là vua đông cảnh. Hả? Ánh mắt lục ly lộ ra dị sắc, hỏi. Đại nhân từng gặp mẫu thân của ta sao? Mẫu thân của ta bộ dáng ra sao? vua đông cảnh chưa từng nói chuyện mẫu thân với tiểu bạch chỉ nói đã chết rồi hỏi vẫn đại nhân bọn họ cũng không nguyện ý nói giờ đây đại ma vương nói như vậy tiểu bạch tự nhiên thật cảm thấy hứng thú đại ma vương nhớ lại nói tính cách mẫu thân ngươi có hơi giống ngươi là một tiên thú tính cách thật nóng nảy đơn thuần ngay thẳng khiêu thoát rất mỹ lệ nàng nha không phải người chịu nổi yên thích du ngoạn xung quanh phụ thân ngươi không thể không đi theo nàng náo loạn không ít chuyện. Trong đầu lục tiểu bạch hiện lên một bóng người. Theo câu chuyện của đại ma vương, hình tượng này cũng trở nên rõ ràng hơn. Trong mắt tiểu bạch hơi đỏ lên, đời này chưa từng gặp mẹ mình, đây là chuyện vừa hiện thật vừa đáng buồn. Ngươi hẳn sắp đạt đại viên mãn rồi. Đại ma vương chuyển đề tài, nói chính sự, nhẫn trong tay nàng sáng lên, xuất hiện một hộp ngọc, nói. Nơi này có vô căn quả, ngươi ăn rồi bế quan, có thể tăng tỷ lệ đột phá đại viên mãn. Mặt khác, thông thiên thú ngươi có thể tìm hiểu thông thiên thần kỹ, có lẽ có cơ hội tu luyện đến trình độ như phụ thân ngươi. Nếu ngươi có thể vượt qua phụ thân ngươi, bằng vào thông thiên thần kỹ, ngươi có thể hoành hành tất cả đại viên mãn. Hả? Tiểu Bạch cả kinh, hơi kinh ngạc nhìn đại ma vương, lại nhìn lục ly. Lục ly vội vàng nháy mắt ra hiệu với tiểu bạch. Còn không tạ ơn đại nhân. Đa tạ đại nhân. Tiểu Bạch vội vàng bái lại, hắn không biết vô căn quả này là gì, nhưng nếu vị đại nhân nói như vậy, vậy khẳng định sẽ không lừa dối hắn. Khả năng vị này là chủ thần là phi thường lớn. Hắn tiếp nhận hộp ngọc, thối lui sang một bên. Đại ma vương nhìn thiên dạ tử hề, vẫy tay nói. Thiên dạ tử hề phải không? Đến đây, đi đến bên người ta. Thiên dạ tử hề liếc mắt nhìn lục ly, lục ly gật đầu, nàng cười nhu thuận đi qua, nhìn đại ma vương nói đại nhân người thật xinh đẹp ha hả đại ma vương cười cười sờ đầu tử hề nói ta và tổ tiên ngươi không quá thân thiết nhưng là cùng một phái hệ thiên dạ tộc các ngươi cái gì cũng tốt chỉ là không tu luyện đến chủ thần cảnh sẽ không lớn được hả thần tình lục ly và lục tiểu bạch khiếp sợ nếu lời này không phải đại ma vương nói ra lục ly sợ không dám tin tổ tiên của thiên dạ tử hề cũng là chủ thần chủ nhân của pho tượng quỷ thần sơn kia là chủ thần. Lục Ly giờ đây rốt cục hiểu được, vì sao đại ma vương muốn gặp thiên giả Tử Hề, không ngờ thiên giả Tử Hề lại là hậu đại của chủ thần. Khó trách. Lục Ly lúc trước cũng có hoài nghi, thiên giả Tử Hề không phải là người của tiên vực, vì sao sẽ luôn nằm mơ thấy quỷ thần sơn. Tổ tiên của thiên giả tộc lại có năng lực cường đại như vậy, báo mộng cho hậu nhân ngoài tiên vực. Hiện tại mới biết được vị kia là chủ thần. Tuy đã chết, nhưng vẫn còn lưu lại bố trí đơn giản. Thì ra đại nhân là bạn của lão tổ Tử Hề. Hả, đại nhân, người nói tu luyện đến chủ thần cảnh, chủ thần cũng có thể tu luyện sao? Lão tổ nhà ta cũng là chủ thần. Đại nhân không phải lừa Tử Hề chứ? Thiên giả Tử Hề chớp đôi mắt to tròn, hơi mơ hồ. Nàng biết không quá nhiều chuyện, cũng không biết thế giới này có tồn tại chủ thần. Việc này ngươi đừng quản. Đại Ma Vương sờ đầu tử hề, nói: "Ngươi có bằng lòng bế quan một thời gian không? Ta để tinh hoàng đưa ngươi vào bí cảnh chí tôn, ngươi ở bên trong tìm hiểu vật trong quỷ thần sơn. Tốc độ thời gian trong bí cảnh kia rất chậm rất chậm, ngươi tu luyện ở trong trăm vạn năm, bên ngoài mới trôi qua trăm năm. Nếu vận khí ngươi tốt, tiếp tục tìm hiểu vật lão tổ ngươi lưu lại, tu luyện trăm vạn năm là có cơ hội đột phá chủ thần." Từng Lục Tiểu Bạch cũng có thể đi vào trong đó tu luyện. Thiên Dạ Tử Hề trừng mắt nhìn Lục Ly, sau đó nói: trăm vạn năm sao? thật lâu, thật lâu à? Lục Ly vừa bực mình vừa buồn cười, nói: bên ngoài chỉ trôi qua trăm năm thôi. Tử Hề, ngươi còn không cảm tạ đại nhân? Tiểu Bạch cũng đi vào bế quan, khi bế quan, thời gian sẽ cảm thấy trôi qua thật mau. Được. Nghe theo Lục Ca Ca thiên dạ tử hề cười ngọt ngào cúc cung bái lạy đại ma vương nói cảm tạ đại nhân tiểu bạch bái tạ theo tiểu bạch biết địch nhân hiện tại của lục ly rất mạnh hắn cũng phải mạnh hơn nếu không sẽ không có biện pháp giúp lục ly hiện tại đại ma vương tạo cơ hội hắn tự nhiên phải quý trọng đại ma vương vung tay áo để tinh hoàng và huyết hoàng mang theo tiểu bạch và tử hề rời đi tử hề và tiểu bạch liếc mắt nhìn lục ly tiểu bạch vương nắm đấm nói lão đại, chờ ta xuất quan. Tiểu Bạch, cố lên, tử hề cũng vậy, hy vọng sau khi các ngươi xuất quan có thể trở nên mạnh hơn. Lục Ly cười cười, làm thủ thế cổ vũ, nói. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau kề vai chiến đấu, dẹp yên tất cả địch nhân. Tiểu Bạch và tử hề đi rồi, huyết hoàng và tinh hoàng cũng đi rồi, trong đình chỉ còn lại Lục Ly và Đại Ma Vương. Đại Ma Vương chỉ chỉ vị trí bên cạnh, nói Ngồi xuống tán gẫu đi, Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, có thể nói với ngươi, ta đều sẽ nói cho ngươi. Lục Ly cũng không già mồm cải láo, trực tiếp ngồi xuống, bưng nước trà trên bàn, rót một ly cho Đại Ma Vương, sau đó rót cho mình một ly. Sau khi uống một ngụm trà, hắn hỏi: "Đại nhân, tỷ lệ ta có thể đột phá chủ thần là bao nhiêu?" "Không phải tỷ lệ." Đại Ma Vương cười cười nói: "Mà là ngươi khẳng định có thể đột phá chủ thần." đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, điểm này không cần hoài nghi. Hả? Vẻ mặt lục ly ngẩn ra, kinh nghi hỏi. Vì sao nói như vậy? Ta hiện tại mới là thánh hoàng cảnh, ta cảm giác mình muốn đột phá đại viên mãn đều khó. Ha hả? Đại ma vương nâng trà lên, chậm rãi uống một ngụm, lúc này mới nói. Chủ thần cảnh không có quan hệ gì với đại viên mãn hay thánh hoàng. Ngươi cho là sau đại viên mãn tiếp tục tu luyện có thể đạt đến chủ thần sao? Đại viên mãn đã là cực hạn, nếu đã đạt cực hạn, vậy không thể trở thành chủ thần, tiếp tục tu luyện chỉ đạt cực hạn ở phương diện này thôi, đó vẫn là đại viên mãn, có quan hệ gì với chủ thần. Vậy? Lục Ly khó hiểu nhíu mày hỏi. Ta cũng không cảm giác có gì đặc thù, chẳng lẽ ta hấp thu căn nguyên băng tuyết mới có cơ hội đột phá chủ thần? Phải, cũng không phải? đại ma vương nhìn thoáng qua bụng lục ly nói kỳ thật thời điểm ngươi ngưng tạo pháp giới ngươi đã có tiềm chất trở thành chủ thần sau khi ngươi hấp thu căn nguyên băng tuyết băng hậu lưu lại ta có thể kết luận ngươi trăm phần trăm có thể đột phá chủ thần nói với ngươi vậy có thể đột phá chủ thần hay không không phải xem cảnh giới của ngươi mà là xem ngươi có thể nắm giữ lực thế giới không lực thế giới lục ly lần đầu tiên nghe từ này hắn từng nghe nói lực thiên địa căn nguyên thần lực, các loại lực kỳ dị khác, lực thế giới vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Đại Ma Vương ngửa đầu nhìn hư không nói: Thế giới này đừng thấy có vô số giới diện, chia làm rất nhiều trọng thiên, còn có rất nhiều tiểu thế giới, vô số bí cảnh. Kỳ thật đều là một bộ phận của đại thế giới, chúng ta đều ở trong đại thế giới. Muốn trở thành cường giả trong đại thế giới này, vậy cần hiểu lực lượng đại thế giới, cho nên phải tu luyện, có thần thông, có thần văn, hiểu được các loại pháp tắc thần thông, đây đều đang tìm hiểu lực lượng của thế giới này, mượn dùng, nắm giữ lực lượng của thế giới này. Lục Ly hơi gật đầu, đạo lý này hắn hiểu, hắn hỏi ngược lại. Lục thế giới là lực thiên địa sao? Sai. Đại Ma Vương lắc đầu nói. Trên thực tế, lực thiên địa các ngươi mượn dùng chỉ là lực nguyên tố pháp tắc sinh ra, còn lực thế giới lại là lực pháp tắc. Ta đã hiểu. Lục Ly hơi hiểu được lực lượng bọn họ bình thường nói là lực lượng sinh ra từ trong pháp tắc mà lực lượng theo lời đại ma vương là lực lượng của pháp tắc đây là hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng nhưng hắn rất nhanh có hơi không rõ hỏi ta có thể nắm giữ lực thế giới hay không hàng khí này là một loại lực thế giới đây cũng là một loại lực thiên địa đại ma vương vung tay áo giống như còn muốn nói gì với lục ly nàng trầm ngâm một lát nói nói như vậy với ngươi đi pháp giới của võ giả bình thường là pháp giới. Còn pháp giới của ngươi có thể trở thành thế giới, giống như viêm hậu giới này của ta, kỳ thật cũng là một thế giới. Thế giới băng tuyết trong pho tượng băng hậu ngươi đi vào kia cũng là một thế giới. Chúng ta nắm giữ một thế giới, có được lực thế giới của thế giới này, cho nên chúng ta là chủ thần, trong thế giới của chúng ta, chúng ta là tồn tại vô địch, chỉ cần một ý niệm có thể diệt sát tất cả sinh linh bên trong ngươi cũng có thể xem chủ thần là sáng thế thần cả thế giới đều do chúng ta sáng tạo ra thế giới này chúng ta là chúa tể đây là chủ thần lục ly đại khái hiểu một chút hắn sở dĩ có thể trở thành chủ thần là bởi vì pháp giới của hắn thật kỳ dị có thể diễn hóa thành thế giới chân chính hắn nhíu mày suy nghĩ lại cảm giác không đúng hắn hỏi đại nhân ta từng tiến vào một ít bảo địa vô thượng bảo địa này hẳn là pháp giới của cường giả tế luyện ra trước khi chết bảo địa vô thượng này ta cảm giác không khác biệt với thế giới ngươi vẫn không hiểu đại ma vương nói tỷ như pháp giới hiện tại của ngươi ngươi có thể cảm giác rất nhiều nguyên tố pháp tắc bên trong nhưng ngươi có thể khống chế sao ngươi còn không thể hiện tại ngươi chỉ có thể đi vào pháp giới của mình thôi ngày nào đó ngươi hoàn toàn nắm giữ pháp giới của mình giống như ngươi muốn khống chế pháp giới phóng thích lôi điện chỉ dùng một ý niệm có thể giúp cây cối sinh trưởng tốt phá vỡ núi sông xé rách không gian hơn nữa sau khi pháp giới của ngươi cũng bắt đầu sinh ra lực thế giới vậy ngươi chính là chủ thần đại ma vương có kiên nhẫn giải thích với lục ly lục ly nghe ước chừng nửa canh giờ hắn đại khái đã hiểu bất đồng giữa võ giả bình thường và chủ thần là ở lực thế giới lục thế giới là trung tâm cả thế giới là năng lượng bá đạo khủng bố nhất thế giới mặt khác sau khi trở thành chủ thần bởi vì ngươi có được lực thế giới Ngươi có thể nắm giữ đại thế giới và lực thế giới đối ứng, có thể nắm giữ pháp tắc của đại thế giới. Ngươi có thể thoải mái phá vỡ núi sông, khiến giới diện sụp đổ, khiến sinh linh vô thanh vô tức chết đi. Muốn trở thành chủ thần, vậy phải xem ngươi có thể sáng tạo thế giới chân chính hay không, hơn nữa nắm giữ thế giới này, đây mới là trung tâm. Không có lực thế giới, vậy không phải chủ thần chân chính, sẽ không sinh ra mệnh cách chủ thần. Lực thế giới có bao nhiêu đó là cường đại bất đồng giữa các chủ thần ngươi có càng nhiều lực thế giới như vậy lực thế giới có thể điều động ra ngoài càng nhiều lực phá hoại của ngươi sẽ càng mạnh cho tới bây giờ ngoài dựa vào tích lũy theo năm tháng chỉ có một loại biện pháp giúp lực thế giới tăng nhiều đó là dung hợp lực tín ngưỡng khi vô số sinh linh tín ngưỡng ngươi thăm viếng ngươi như vậy ngươi có thể nhận lấy không ngừng lực thế giới lực tín ngưỡng hoàn toàn là lực lượng thuần túy có thể dung hợp lực lượng cho nên mới có chiến tranh tranh đoạt lực tín ngưỡng, mới có đại chiến chủ thần. Lục Ly nghe xong nửa ngày, cuối cùng còn một vấn đề không hiểu, hắn hỏi. Vậy đại nhân, ta nên đột phá chủ thần thế nào? Chuyện này, cụ thể ta cũng không quá hiểu biết. Trả lời của đại ma vương khiến Lục Ly cạn lời, nàng giải thích. Ta và băng hậu đều do thiên địa dựng dục, chúng ta sau khi sinh ra đã là chủ thần rồi. Cho nên ta cũng không rõ ràng võ giả bình thường làm sao tu luyện thành chủ thần. Nhưng ta có thể truyền lại cho ngươi vài ý nghĩ." Tinh thần Lục Ly chấn động nói. Mời đại nhân nói. Pháp giới của ngươi không phải có thể hấp thu đủ loại năng lượng kỳ dị sao?" Đại Ma Vương nói. "Ngươi đi khắp thế giới, hấp thu nhiều năng lượng kỳ dị, có lẽ chờ các loại năng lượng hấp thu xong, pháp giới của ngươi mới có thể dị biến, sẽ dần trở thành thế giới chân chính." khi pháp giới của ngươi liên tục tiến hóa sinh ra lực thế giới ngươi sẽ trở thành chủ thần mới lục ly hơi gật đầu sau đó dò hỏi ta đại khái còn bao nhiêu thời gian ngàn năm đi đại ma vương khẽ thở dài nói nếu ta đoán đứng nhiều nhất ngàn năm sau hình đế sẽ xuất quan đến lúc đó sẽ là đại quyết chiến hoặc là hình đế chết hoặc là chúng ta chết bán nguyệt đại lục bán nguyệt thành Lục Ly từ Thiên Ma Thành trở về đã một tháng, một tháng này, thành trì đã xây dựng tương đối trọn vẹn, là một tòa thành trì hoàn toàn một chế. Thành trì này không quá lớn, ở ven biển, thành trì chia làm bốn quảng trường, hai bên là khu dân cư, một bên là khu luyện công, một bên là khu sinh hoạt giải trí. Nếu tu luyện không ngừng, rất nhiều người sẽ điên mất, cho nên vẫn cần thả lỏng. Lần này tiến vào cũng có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, Lục Linh cũng cổ vũ tác hợp bọn họ, sản sinh thêm nhiều hậu đại. Tuy Lục Ly nói đợi vài thập niên hoặc mấy vạn năm bên trong, Lục Linh có thể nghe thấy vài chuyện trong những lời này, có lẽ các nàng thật sự phải ở đây cả đời. Lục Linh chuẩn bị sống ở đây lâu dài, đại lục này rất lớn, tài nguyên rất nhiều. Đừng nói một vạn người, cho dù trăm triệu võ giả cũng tùy tiện. Tài nguyên nơi này có quá nhiều, linh khí thiên địa cũng nồng đậm, thích hợp để người định cư. Nếu tính toán ở lại lâu dài, vậy biện pháp tốt nhất là lưu lại đây sản sinh hậu đại sinh ra một đám tiểu gia tộc là biện pháp phi thường tốt đẹp hậu đại vậy tự nhiên sẽ phân tộc đàn cũng sẽ kiến tạo càng nhiều thành trì có lẽ về sau sẽ bắt đầu tranh giành địa bàn chờ từng gia tộc có một khối địa bàn gốc rễ của bọn họ sẽ đóng tại đây bọn họ thậm chí cũng không nghĩ ra ngoài nữa mà nhiều thế hệ tiếp tục sống ở đây lục ly rốt cuộc trở về hắn cơ bản không có tu luyện mà ở với người nhà của mình Hiện tại hắn tu luyện cũng không có ý nghĩa gì, dựa vào tu luyện cũng không biến thành chủ thần được. Hắn muốn trở thành chủ thần phải tự mình tìm hiểu, Đại Ma Vương nói hắn khẳng định có thể trở thành chủ thần, nhưng phải đột phá thế nào cần Lục Ly tự mình tìm hiểu. Đại Ma Vương nói hình đế khoảng ngàn năm nữa sẽ xuất quan. Thoạt nhìn rất lâu, kỳ thật ngàn năm chớp mắt đã trôi qua. Hơn nữa, cho dù ngàn năm Lục Ly có thể đột phá chủ thần, Thiên Dạ Tử Hề cũng có thể đột phá nơi này đã có bốn chủ thần bốn đối bốn bên này có hai chủ thần mới đột phá một chủ thần đầu óc bị thiếu một phách phe kia có một chủ thần mạnh nhất tồn tại cường đại trải qua hai lần đại chiến vẫn sống sót còn có lực tín ngưỡng ở vô số nơi nhân gian hình đế này chính là vị thần duy nhất của nhiều giới diện nhiều năm như vậy hình đế vẫn hưởng thụ lực tín ngưỡng chiến lực của hắn khẳng định tăng mạnh ma đao không ngộ công đốn củi thời gian kế tiếp Lục Ly cần hành tẩu xung quanh, tìm kiếm năng lượng kỳ dị để hấp thu. Cho nên hắn có thời gian dài sẽ ở nơi này, có lẽ vài thập niên có thể trở về một lần đã là không tệ rồi. Trước khi đi, hắn muốn bồi bên cạnh người nhà nhiều một chút. Về phần an toàn hắn không lo lắng, bởi vì Tinh Hoàng huyết hoàng đi cùng hắn, đây là đại ma vương phân phó. Căn cứ theo cách nói của đại ma vương, chiến lực của Tinh Hoàng tương đương với cảnh vương trung cảnh, không thể yếu hơn hắn phóng thích trăng nguyên băng tuyết cho nên hắn đi với tinh hoàng, có thể rất yên tâm. Hôm nay, Lục Ly mang theo một đám người cưỡi chiến thuyền, chạy xung quanh bán nguyệt đại lục. Lần trước hắn cùng Tiểu Bạch tìm kiếm hơn phân nửa bán nguyệt đại lục, hơn nữa không cẩn thận tìm kiếm. Lần này hắn chuẩn bị ra xét hết cả đại lục, thuận tiện đi dạo với mọi người. Chuyển động hơn 3 tháng, đi mấy vòng cả bán nguyệt đại lục, các nàng cũng phát hiện rất nhiều nơi kỳ dị, nhưng cũng không tra xét rõ ràng, chỉ vòng vo mấy vòng chỗ phong cảnh tú lệ góp nhặt một ít thần dược cao nhất rồi quay trở về thu tuyết hạ sương thanh ti mấy thê thiếp ngồi trong khoang thuyền lục ly nhớ tới một sự kiện nói cái kia chuyện không thể dựng dục hậu đại ta đã biết rồi là vấn đề của ta thân mình mấy thê thiếp hơi cứng đờ bạch hạ sương vui sướng nhảy dựng lên nói phu quân nếu chàng đã biết nguyên nhân vậy có biện pháp chữa khỏi không có biện pháp. Lục Ly đang nghe truyện trên TV audio CV cười cười nói. Nhưng cần ít thời gian, chờ sự tình lần này xong xuôi, có lẽ có thể được. Tốt thật, tốt thật. Bạch Hạ Sương nở nụ cười, năm tháng cũng không lưu lại dấu vết trên người nàng, cũng không khiến tính cách nàng trở nên trầm ổn hơn, vẫn là như thế. Lục Ly cũng không nói nàng, ngược lại thật thích tính tình đơn thuần ngay thẳng này của nàng. Thê thiếp còn lại cũng lộ ra mỉm cười, các nàng vẫn luôn muốn tạo hậu đại với lục ly như vậy mới có thể khai chi tán diệp mới có thể truyền thừa chân chính cho lục gia lục nhân hoàng chỉ có một đứa con là lục ly tuy hậu đại mạch còn lại của lục gia cũng rất nhiều nhưng đối với các nàng đó cũng không phải đệ tử trung tâm lục gia chân chính chỉ có hậu thế của các nàng mới xem như con cháu lục gia chân chính hiện tại lục ly rốt cục tìm thấy nguyên nhân còn có thể chữa khỏi mọi người làm sao không vui vẻ lần này sau khi trở về ta sẽ rời đi một thời gian sắc mặt lục ly hơi hổ thẹn nói đương nhiên cách một khoảng thời gian ta sẽ trở về một lần ta cần tìm kiếm đồ vật mọi người an tâm tinh hoàng và huyết hoàng sẽ đi giúp ta ba chúng ta liên thủ không có đại viên mãn nào có thể là đối thủ chờ sau khi sự tình xong xuôi ta có thể mang mọi người ra ngoài đi nơi muốn đi không còn người có thể quấy nhiễu chúng ta cũng không còn người có thể uy hiếp an toàn của các nàng, cả thế giới mặc cho các nàng du ngoạn. Hoa oa Bạch Hạ Sương nghe Lục Ly nói vậy, phi thường khát khao, kỳ đinh đông cũng vô tâm vô phế tươi cười. Nội tâm dưỡng thanh ti, tượng linh lung hơi trầm xuống, lần này Lục Ly cũng không giải thích với các nàng vì sao đến đây, nhưng các nàng đoán được một chút. Chuyện Lục Ly diệt sát bối huyền và nguyệt thúc, nàng biết, nếu Lục Ly có chiến lực sánh bằng cảnh vương, vậy vì sao phải mang theo các nàng đến đây ẩn cư? Chuyện này nói rõ Lục Ly còn có một địch nhân siêu cấp không thể dùng lực. Đương nhiên, mặt ngoài các nàng không biểu lộ cái gì, các nàng đều là nữ tử thật trí tuệ. Các nàng nói trắng ra thì có thể làm gì? Chỉ có thể khiến Lục Ly thêm hổ thẹn, khiến Bạch Hạ Sương, Kỳ Đinh Đông lo lắng, không có ý nghĩa gì. Các nàng không giúp được Lục Ly, cũng không ngăn cản được Lục Ly, chỉ có thể lặng lẽ ở phía sau quan sát hắn, yên lặng cầu nguyện nhìn thấy thần sắc của dưỡng thanh ti tượng linh lung bạch thu tuyết khóe miệng lục ly chua sót hắn muốn truyền âm cho mọi người nói lần này là trận chiến cuối cùng của ta trận chiến này nếu thắng ta sẽ vô địch thiên hạ cả đại thế giới này không còn ai uy hiếp được ta tin tưởng ta lần này chúng ta khẳng định có thể thắng ta khi nào khiến các nàng thất vọng rồi sắc mặt mọi người khôi phục bình thường cũng không phải bị lời nói lục ly khuyên nhủ chỉ là không muốn lục ly bị các nàng ảnh hưởng. Dưỡng Thanh Ti truyền âm nói. Phu quân, ta tin tưởng chàng, chàng yên tâm đấu trận chiến này, chuyện trong nhà không cần lo lắng, chúng ta đều sống rất tốt. Lục ly cũng không nhiều lời nữa, chiến thuyền rất nhanh phá không trở về, trở về bán Nguyệt Thành, lục ly ở vài ngày rồi cưỡi U Linh thuyền rời đi. Đi Thiên Ma Thành tìm Tinh Hoàng và Huyết Hoàng. Ba người cưỡi U Linh thuyền rời khỏi viêm hậu giới, bắt đầu tìm kiếm năng lượng kỳ dị tinh hoàng và huyết hoàng mấy năm nay chạy khắp thế giới hiểu biết rất nhiều nơi kỳ dị cho nên cũng không cần lục ly tìm kiếm đi theo tinh hoàng huyết hoàng là được rồi lục ly chỉ hơi ưu sầu pháp giới mấy năm nay hấp thu không ít năng lượng kỳ dị vẫn không gặp dị biến gì cứ tìm kiếm năng lượng hấp thu như vậy thật có thể trở thành chủ thần sao hắn biểu đạt hoài nghi sâu sắc không thấy lục ly không thấy lục minh cũng không thấy tử thần trong thanh hồ cảnh vương trung cảnh cầm tư liệu sắc mặt trầm xuống đãi ngộ tuyết nhi lần trước đi thiên long thành khiến hắn hơi căm tức hiện tại thu được tình báo tử thần tiềm ẩn toàn diện lục minh cũng tiềm ẩn lục ly lại không thấy bóng dáng nếu hắn còn không biết xảy ra chuyện gì vậy hắn là kẻ ngốc lão tổ tuyết nhi đứng một bên thật khẳng định nói xem ra lục ly đã nương tựa vào viêm hậu nếu không hắn mất tích thì thôi đi Lục Minh và tử thần của hắn đều rất không bình thường. Mặt khác, thám báo ra xét ra vài tình huống, giống như viêm hậu từng lưu lại dấu vết ở tiểu giới diện của Trung Vương giới, còn Trung Vương giới kia là nơi Lục Linh sinh ra. Chờ thời hạn 3 năm đi. Cảnh vương trung cảnh lạnh lùng nói. Thời hạn 3 năm, nếu hắn không đến Thanh Hồ, vậy sẽ là tử địch. Trừ phi hắn cả đời không hiện thân, một khi hiện thân, tìm được hắn, bổn tọa sẽ gặp mặt, trực tiếp ra tay chấn sát hắn người tự mình ra tay sao tuyết nhi hơi lo lắng nói lỡ như viêm hậu phục kích người thì sao tiên vực này viêm hậu không dám sàng bậy sợ kinh động hình đế xuất quan ở bên ngoài nàng cũng không có nhiều cố kỵ như vậy sẽ không cảnh vương trung cảnh lắc đầu nói viêm hậu biết ta không thể đột phá chủ thần cho nên khinh thường động thủ với ta chủ thần đều thật kiêu ngạo các nàng sẽ không động thủ với võ giả dưới chủ thần nếu viêm hậu đã thuần phục lục ly vậy khẳng định sẽ chỉ điểm như vậy lục ly vẫn bị ta giết viêm hậu chỉ cảm thấy lục ly vô năng được tuyết nhi chắp tay nói ta đây an bài một chút bố trí trước thời gian đến lúc đó cũng dễ điều tra hành tung của lục ly đệ tử lục minh và tử thần tuy tiềm ẩn nhưng vẫn có thể tìm ra muốn bắt một đám vẫn thật nhẹ nhàng đừng để người chúng ta động thủ cảnh vương trung cảnh xua tay nói Việc này ngươi ám chỉ tây cảnh động thủ, loại thủ đoạn hạ cấp này, về sau không cần tự mình động thủ, miễn cho bị mang tiếng xấu. Cố Phi có lẽ thật sợ hãi lục ly tìm hắn gây sự, nhất định sẽ thật phối hợp. Cố Phi là vô tây cảnh, thời gian trước lục ly giết chết Nguyệt Thúc và Bối Huyền, hắn còn tự mình chạy một chuyến đến trung cảnh. Nhưng cảnh vương trung cảnh không gặp hắn. Thời gian trôi qua lâu như vậy, tiên vực đến giờ vẫn chưa an ổn trở lại, thậm chí khung cảnh và bắt cảnh đều không có đại tộc cướp đoạt đông cảnh càng đừng nói toàn bộ đại tộc đều lui đi lục ly nghe nói đã trở về thiên loạn tinh vực nhưng dư uy một mình hắn đánh chết mười mấy đại viên mãn vẫn còn tại không khí tiên vực gần đây cũng phi thường quỷ dị các đại tộc đều trưng cầu cảnh vương tây cảnh đấu cảnh nguyên cảnh hỏi xem có thể tấn công khung cảnh bắt cảnh không câu trả lời nhận được là trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng sằng bậy nếu không, kết cục sẽ thật thảm. Mấy đại cảnh vương cũng không cố kỵ Lục Ly. Nếu Lục Ly trở về Thiên Loạn Tinh vực, vậy sẽ không tiếp tục giết nữa. Nhiều nhất chiếm cứ lại Đông cảnh, cũng sẽ không chiếm cứ Bắc cảnh và Không cảnh. Mấy đại cảnh vương lo lắng thái độ của cảnh vương Trung cảnh. Lần này Lục Ly phá hủy quy củ của cảnh vương Trung cảnh, trước khi cảnh vương Trung cảnh không tỏ thái độ, ai dám chọc tức vị này, tộc đàn khẳng định sẽ lập tức tan thành mây khói. Mấy đại cảnh vương truyền lời, khiến các đại tộc cũng không dám động. Các cảnh tiên vực gần đây cũng an tĩnh một cách quỷ dị. Trước khi cảnh vương trung cảnh bày tỏ thái độ, sợ sẽ không khởi dậy hỗn chiến to lớn nào nữa. Mấy ngày sau, vua Tây cảnh cố phi thu được một phần tin tức. Tin tức này do quản sự trung cảnh truyền đến, nghe nói Tuyết Nhi tiểu thư chịu nhục ở Thiên Long Thành. Điều này khiến Tuyết Nhi phi thường tức giận, đã xử tử mấy hạ nhân. Tuyết Nhi muốn trúc giận lên tộc nhân của Lục Ly nghe nói tộc nhân của lục ly và tử thần toàn bộ tiềm ẩn không tìm được ai gần đây tính tình của tuyết nhi thật kém động bất động thì giết người động bất động thì đập vỡ đồ vật sau khi cố phi thu được tin tức này đầu tiên ngẩn ra sau đó lập tức hiểu được đây sợ là ý của cảnh vương trung cảnh muốn hắn ra mặt đối phó tộc nhân lục ly đối phó với tử thần tuyết nhi là thân phận gì đó là người phát ngôn bên ngoài của cảnh vương trung cảnh nếu nàng thật sự muốn giết tộc nhân của lục ly hay võ giả của tử thần triệu tập đại tộc tiên vực là được không cần bắt người trút giận cũng không cần đập vỡ đồ vật cảnh vương trung cảnh muốn đối phó với lục ly lục ly tiềm ẩn cảnh vương trung cảnh không biết lục ly ở đâu cho nên muốn hắn bước ra bước lục ly ra ngoài nếu không vì sao quản sự kia truyền tin tức cho hắn không truyền cho đại viên mãn còn lại ám chỉ này rất rõ ràng Vấn đề là Cố Phi hơi sợ hãi Bối huyền và Nguyệt Thúc mới chết không bao lâu Nếu hắn dám xuất đầu Người đầu tiên Lục Ly muốn giết sẽ là hắn Mệnh lệnh của cảnh vương trung cảnh không thể vi phạm Cố Phi muốn bắt chước thủ đoạn của Tuyết Nhi Ám chỉ hạ thủ Để hắn đi liên hệ đại tộc tám đại tinh vực Đi lùng bắt Lục Minh và võ giả tử thần Một đám mệnh lệnh truyền đến các đại tộc Trong tám đại tinh vực chỉ là một vài đại tộc của thiên loạn tinh vực cũng thu được tin tức phong thần điện thu được ám hiệu. Sau khi điện chủ phong thần điện nghe được, lập tức hạ mệnh lệnh, để hạ thủ đi lùng bắt tử thần và võ giả lục minh. Đương nhiên hắn hạ hai mệnh lệnh, một mệnh lệnh là nhờ trưởng lão âm thầm truyền tin, để thủ hạ diễn trò, tùy tiện bắt một vài kẻ chết thay, không cần thật sự lùng bắt tử thần và đệ tử lục minh. Hai bên, phong thần điện đều không dám nắc tội, chỉ có thể giả vờ. Cao tầng 8 đại tinh vực thu được tin tức đều như thế tin tức lục ly đánh chết bối huyền và nguyệt thúc đã truyền khắp 8 đại tinh vực hiện tại vua tây cảnh sẽ đối phó tộc nhân của lục ly và võ giả của tử thần bọn họ trừ phi ngu ngốc mới nhiệt tình giúp vua tây cảnh đương nhiên mặt ngoài vẫn phải vờ làm một chút vì thế rất nhiều đại tộc gây náo loạn ầm ầm tìm kiếm lục minh và võ giả tử thần toàn thế giới trên thực tế tử thần và võ giả lục minh phân tán ẩn nút ở 8 đại tinh vực rất nhiều đại tộc vẫn rõ ràng biết nơi nào có thể tìm tàng nhưng những võ giả sưu tầm này Giống như đều không thấy đệ tử lục minh Và võ giả tử thần chân chính Ngược lại bắt một vài tán tu Một ít ma đầu Đệ tử lục minh và tử thần ẩn núp lúc đầu khẩn trương không thôi Cao tầng tử thần cũng thật khẩn trương Nghĩ rằng các đại tộc của tám đại tinh vực Sẽ liên thủ đối phó bọn họ Kết quả quan sát một thời gian đều nhận ra Thì ra lực uy hiếp của lục ly rất lớn Đại tộc của tám đại tinh vực không dám sàng bậy. Tiềm ẩn toàn diện, tìm ẩn trạng thái sâu nhất. Bọn Vũ Hoàng, Dực Hoàng hạ mệnh lệnh, trước kia chỉ là tìm ẩn bình thường, lần này toàn bộ võ giả tử thần xâm lấn vào các thế lực lớn, ngụy trang đủ loại thân phận, trên người không còn lưu lại chút dấu vết tử thần nào. Hơn nữa cao tầng tử thần sẽ không liên hệ bọn họ nữa, ít nhất phải đợi lục ly thắng trận mới giải trừ trạng thái tiềm ẩn này. Dực Hoàng và Vũ Hoàng không biết trận chiến cuối cùng lục ly đánh với ai, nhưng đối phương đã bắt đầu động thủ, muốn bắt giết bọn họ bọn họ không thể giúp lục ly, tự nhiên không thể liên lụy lục ly. Bọn họ ẩn giấu toàn bộ tử thần, không trở thành trói buộc là trợ giúp tốt nhất với lục ly. Nếu trận chiến này lục ly chiến thắng, vậy tử thần sẽ trở thành thế lực siêu cấp lớn cả đại thế giới. Nếu lục ly thua, vậy không còn gì để nói, tử thần tiếp tục tiềm ẩn, chờ thời cơ thích hợp, thay đổi hình dạng, cuộc dậy lần nữa. Động tác của rất nhiều đại tộc tám đại tinh vực, lục ly đều nhìn thấy rõ ràng. Bởi vì giờ đây Lục Ly ở ngay trong một đại tinh vực, hắn ở thiên huyết tinh vực. Hắn có thiên nhãn, tình huống cả tiên vực và tám đại tinh vực hắn đều dễ dàng tra xét. Sau khi hắn biết một vài đại tộc của tám đại tinh vực chỉ làm việc có lệ, không để ý đến nữa. Nếu đại tộc của tám đại tinh vực thật sự nghe lời vua Tây Cảnh, vậy hắn có tất yếu giáo huấn đám đại tộc này một khóa, dạy bọn họ biết cách làm người thế nào. Hắn ở trong một giới diện siêu cấp lớn. Giới diện này gọi là Thánh Thủy Giới, giới diện này cơ bản đều là hải dương và hồ nước không có đại lục gì chỉ có hải đảo không đếm xuể nơi này là thế giới của nước đại bộ phận võ giả nơi này đều tu luyện pháp tắc hệ thủy vì vậy nguyên tố hệ thủy rất nồng pháp tắc thủy hệ cũng tương đối rõ ràng dễ dàng cảm ứng dễ dàng tu luyện lục ly và tinh hoàng huyết hoàng đi biển sâu biển sâu này quá sâu ước chừng sâu mấy trăm vạn dặm bên này có vô số cự thú đáy biển đều là mảnh thú cường đại tồn tại mấy chục vạn năm. Mảnh thú nơi này rất nhiều chiến lực có thể sánh bằng cường giả sắp đại viên mãn. Cho nên nơi này không phải đại viên mãn căn bản không dám tiến vào. Cùng ụt ụt. Bên trái, một bóng đen thật lớn bay tới, lục ly đang muốn phóng thích hàng khí. Tinh hoàng phất tay áo, khí tức trên người phóng ra, cự thú kia sợ tới mức điên cuồng đào tẩu. Lục ly cũng lười động thủ, có hai đại hộ vệ siêu cấp tinh hoàng, huyết hoàng, hắn hoang ngoãn thu năng lượng kỳ dị là tốt rồi. Nếu đã tới đáy biển, năng lượng nơi này rất có thể có quan hệ với nước, có lẽ là một loại năng lượng thủy hệ kỳ dị. Lục Ly cũng lười hỏi nhiều, đi theo tinh hoàng và huyết hoàng tiếp tục tìm hành phía dưới. Lại tìm hành mấy vạn dặm, Lục Ly đột nhiên thấy phía trước có Lam Quang, thần niệm hắn đảo qua, trên mặt nhất thời kinh hoảng. Đáy biển bên kia có một lốc xoáy, trung tâm lốc xoáy có một luồng năng lượng màu lam nước biển bốn phía không ngừng trào dâng tiến vào trong năng lượng màu lam còn luồng năng lượng màu lam kia giống như một trái tim hơi nhảy lên lục ly còn cảm giác được hơi thở sinh mệnh từ trong năng lượng màu lam kia đây là ác ma chi thủy tinh hoàng giải thích thứ này có tính công kích nếu tới gần nó nó sẽ phân ra một bộ phận tiến vào trong cơ thể võ giả một khi tiến vào trong cơ thể võ giả toàn bộ chất lỏng như máu trong cơ thể võ giả đều sẽ bị nó hấp thu cuối cùng biến thành một khối thây khô. Ngươi nhìn nhìn bốn phía, có rất nhiều hài cốt, đại viên mãn này đều bị ác ma chi thủy này giết chết, ngươi có nắm chắc hấp thu hay không? Khủng bố như vậy. Lục ly nhìn quét bốn phía, phát hiện quả thật có rất nhiều hài cốt, hài cốt có vẻ đều là cường giả. Không phải cường giả sắp đại viên mãn võng chừng cũng không đến được nơi này. Hắn nghĩ nghĩ nói. Không thành vấn đề, ta đi hấp thu, các ngươi hộ pháp cho ta. Đi thôi." Tinh Hoàng vung tay áo, chỉ cần Lục Ly không phải lập tức chết đi, hắn vẫn có nắm chắc khu trừ ác ma chi thủy kia. Lục Ly chậm rãi bay tới gần, khi hắn tiếp cận, thanh âm tim đập của ác ma chi thủy kia càng nhanh hơn, hơi thở nguy hiểm cũng tràn ngập ra, tựa hồ như đang nói với Lục Ly, nó rất cường đại, đừng tới gần nó. Lục Ly tiếp tục chậm rãi đến gần, đợi khi đến trăm dặm, ác ma chi thủy kia đột nhiên bay ra, bắn thẳng đến chỗ Lục Ly lục ly vội vàng vận chuyển pháp giới ác ma chi thủy tiến vào trong thân thể hắn sau đó nháy mắt bị pháp giới hấp thu nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha